Chính là quản lý của cái sân khấu này. Ok, đi vô văn phòng. Tàn 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 tàn. Tàn 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 tàn. Tàn 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 tàn. Hello someone. Đó. Đi bơi mà đi. Người cá đi bơi dữ vậy. Thôi qua xiết luôn nè. Giới thiệu với các em, đây là bầu show sân khấu Đăng Anh. Ngại là bữa trước show đụng cái Harry Won vô đây bro. Harry Won vô đây. Còn anh, trợ quản lý sân khấu Đăng Anh. Bởi vì người thường sợ nước, còn người cá chúng ta đã làm chủ được thân nhiệt rồi nên chúng ta không sao cả. Đúng là người cá level 1 nó còn hơi yếu đó các bạn ơi. Rồi mời các em đến tấm thác thiên thần. Mời các em tấm thác thiên thần. Vô nằm xuống tấm thác thiên thần đi các bạn ơi. Luna nằm xuống tấm thác thiên thần đi. Nín thở được trong nước bao lâu? Giống như là thác đang đổ nước xuống em gì đó. Chạy chào sân cái nè anh em nè. Sexy mà mê. Rồi lên tới chảnh luôn rồi hả? Yeah. Giờ tới cuối năm có nhiều show ca nhạc lắm. Thấy làm tin cá tuyệt không? So biết là thế giới của tiền. Yeah, this is my house. Tham quan tất cả luôn hả? Quá ngầu. Quá đẹp trai. Mấy chú đẹp trai không mấy em? Đẹp trai. Rồi bây giờ chúng ta đi đâu nè? Chúng ta đi qua hồ cá đi. Đi chơi tiếp thôi. Ừ. Tắm hồ bơi mini. Hồ bơi mini có tiêu nè. Hồ bơi mini. Oh. Oh.
my man Theon Club. Rồi chia phe đi, Leon làm cameraman chưa? Rồi bắt đầu nha. Rồi bắt đầu chưa? 1, 2, 3, go! Quick! Đụng vô lưới rồi mấy, quanh về. Yes, that is correct. Very fast. Nhanh lên, bứt phá lên. Chà, đội tôi chạy nhanh dữ ha. Wow. Nhanh quá.